Tử vi tuổi Đinh Mùi 1967, tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, theo quan niệm tử vi học, số mệnh của con người vào thời điểm được sao tốt soi chiếu, tự nhiên may mắn sẽ xuất hiện. Mỗi một vì sao tốt lại mang đến những vận mệnh khác nhau của mỗi người. Và đây cũng là một yếu tố thúc đẩy hoặc cắt đứt vận may. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 có được cát tinh chiếu đến hay không? Và cát hung nạp vận chi tiết của tuổi Đinh Mùi sẽ ra sao? Hãy cùng nghe những phân tích chi tiết của các chuyên gia phong thủy, cũng như nghe lời khuyên xem các gia chủ nên làm gì để thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Mời anh chị hãy theo dõi ngay video sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua bảo âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1, từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng Canh Dần có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và Tuất Thành hòa cục. Xung thân, hình tị, hại tị, phá hợi, tuổi Dậu. Đối với những người tuổi Đinh Mùi, trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 1, tức ngày 22 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 1, tức ngày 6 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Mùi trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 4 tháng 1, tức ngày 15 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 1, tức ngày 27 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 1, tức ngày 11 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Họa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp từ số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 trong tháng 1 âm lịch. Bước vào tháng 1 âm lịch, tình hình sự nghiệp của bản mệnh không có nhiều khởi sắc. Tử vi cho thấy bản mệnh sẽ có khoảng thời gian khá dễ thở, tất cả các phương diện đều đạt ở mức trung bình. Canh dương kim gặp mùi âm thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Mùi trong tháng này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phần lòng những người xung quanh mình. Trong tháng này, các gia chủ Đinh Mùi sẽ cần chú ý ngày âm lịch 11 tháng 11, tức ngày 22 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, dương lịch có nạp giáp là Quý Sửu.
Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thuận lợi trong công danh tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi. Xem tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Đinh Mùi có nói rằng tháng này với những người làm kinh doanh sẽ may mắn khi sự nghiệp đang đứng về phía bạn. Các hợp đồng, các cuộc gặp gỡ đối tác sẽ tương đối nhiều khiến bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Với những tuổi Đinh Mùi làm công ăn lương thì cho dù bản mệnh có làm việc chăm chỉ nhưng bạn vẫn thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, cho bạn cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc nơi khác, đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong của mình vì cơ hội để cải thiện vận may của bạn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn. Ngay cả khi bạn không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới và gặp gỡ tất cả các khách hàng. Ngoài ra, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 1 âm lịch thì những gia chủ tuổi Đinh Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc, những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông tốt lành. Về tài lộc, do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người tuổi Đinh Mùi. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại sẽ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc vì thế cũng không cao. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Hơn nữa, bản mệnh thiếu sự chỉn chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định. Thậm chí có khi bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm mình gây ra. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền, hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Đinh Mùi phải đối mặt. Để kích hoạt sự nghiệp càng ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Đinh Mùi nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong công việc, sự nghiệp một cách vượt trội. Tình cảm và gia đạo. Trong tháng 1 âm lịch, những gia chủ tuổi Đinh Mùi còn độc thân sẽ may mắn được bạn tâm giao của mình để dành phần còn lại của cuộc sống cho người đó. Còn với những người đã có gia đình, thì tháng 1 âm lịch là tháng bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn và để bọn trẻ có cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe, là người cha, người mẹ trong gia đình. Hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Bạn đã sống quá nửa cuộc đời, bạn biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bạn. Trong tháng, những gia chủ Đinh Mùi sẽ gặp những khó khăn nhất định trong con đường, tình duyên. Chính vì thế, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, phẩm tam giác khai vận, hợi, mão, mùi. Vật phẩm được sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu ký nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Về sức khỏe. Trong tháng 1 âm lịch, người tuổi Đinh Mùi tâm tình rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn, không gặp ốm đau gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, kênh phong thủy Gia Cát vẫn nhắc nhở tuổi Đinh Mùi cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Bạn có thể sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên, có thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực còn nặng, khiến bạn không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng, nên sẽ như vậy. Vậy nên trong thời điểm này, gia chủ tuổi Đinh Mùi nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát để đem lại sức khỏe và sự yên bình trong tâm thức.
Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tử vi của tuổi Đinh Mùi trong tháng 1 âm lịch. Mọi phương diện đều khá tốt, gia chủ tuổi Đinh Mùi cần chú ý, chế độ tuổi này, thứ bạn cần ưu tiên hàng đầu là sức khỏe chứ không phải là công việc. Để may mắn thành công, các gia chủ mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa một năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.